Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em. Ngày càng nhiều vị tướng khả năng đi rừng xuất hiện, tùy theo phiên bản cũng như meta game mà những vị tướng hot pick thay đổi theo thời gian. Có những vị tướng không bao giờ lỗi thời như Nắc Đốt, cũng có nhiều cái tên chỉ nổi lên trong một vài giai đoạn như là Lứa Bố, Ryoma. Tuy nhiên, hãy tạm thời bỏ qua sự hiệu quả của vị tướng kể trên, quét tìm hiểu xem đâu là vị tướng sở hữu tốc độ đi rừng nhanh nhất. Ad nói ở đầu game nha, cấp 1 đến cấp độ 4. Khoảng thời gian chênh lệch 10 đến 15 giây giữa người đi rừng là quá đủ để tạo ra sự khác biệt. Tất nhiên, xanh từ đầu game không nghĩa là chắc chắn thắng, vì còn phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác, trong đó có việc lăn cầu tuyết thành công hay không và đồng đội có fit hay không. À, có một chú ý dành cho anh em, nếu anh em muốn đi rừng tốt thì tốt nhất là sắm cho mình một bảng ngọc hợp lý, nếu không dễ trở thành công chúa ngủ trong rừng, hoặc là nhiều thanh niên farm xong 6 con quái rồi không đi gank mà phải biến về hồi phục thì chết dở. Nói tới đây, em lại nhớ hồi mới tập đi rừng khi mới lập nick cầm triệu vân đi rừng không ngọc, xong hai đám quái rừng đúng là chỉ còn 70% máu. Đó là lý do ngọc rất quan trọng, yên tâm có cả phù hiệu kèm theo cho anh em nhá, không thể thiếu được. Top 5, Greenock đang dần quay trở lại những trận đấu rank và giải đấu chuyên nghiệp. Và tất nhiên, khi bàn về tốc độ đi rừng thì Greenock chắc chắn không thua kém bất kỳ người đồng nghiệp nào bao nhiêu. Đầu tiên là nội tại nhấm nháp, cứ khi nào chiến thức của Greenock trúng đích, đòn tấn công thường tiếp theo của anh ta gây thêm sát thương vật lý. Vậy nên, khi dùng vị tướng này đi rừng, anh em hãy chú ý rằng luôn đánh thường sau khi sử dụng chiến thức trúng mục tiêu nhé. Tiếp đến là ấu trùng quỷ, khi mà Greenock khắc một dấu ấn lên mục tiêu đó, mọi đòn đánh thường và ý thức của Greenock sẽ kích hoạt dấu ấn, gây thêm sát thương phép phần trăm máu tối đa của mục tiêu. Chưa kể, đây là vị tướng đi rừng, sở hữu thời gian hồi chiếu rất nhanh, khiến cho nội tại nhấm nháp của anh ta có cơ hội sử dụng khá thường xuyên và gia tăng tối đa tốc độ đi rừng. Bổ trợ ma chú giúp cho Greenock có thêm sát thương sốc, đi rừng sẽ nhanh hơn nhé anh em. Chú ý thêm cái phù hiệu phụ tử thần đỡ chết đầu game nhá. Ngoài ma chú ra, anh em có thể dùng thêm thần quang. Nếu bên Việt lại ưu tiên dùng ma chú, thì bên Đài Loan Greenock nổi danh với thần quang. Về cách chơi, tận dụng chiêu thức ấu trùng quỷ để gây sát thương nhiều nhất có thể, chủ động gank đường, tạo lợi thế cho cả đội nhờ khả năng tăng tốc độ chạy đến từ chiêu cuối của mình. Do là vị tướng sát thủ, anh em nên tập trung tấn công xạ thủ, pháp sư đối phương trong tranh nhá. Như nói ở trên, tung chiêu xong là nhớ đòn anh thường bồi thiếp nhé. Nâng mắc chiêu 1 và đeo ngay thôi. Đây là vị tướng cực mạnh đầu và giữa game, cuối game anh em cần cẩn trọng hơn trong pha bắt lẻ chủ lực nhá. Lối chơi phun sát thương. Top 4, Batman. Mặc dù ít được sử dụng trong rank vì giá khá cao, nhưng rõ ràng tốc độ farm rừng của Batman là không thể phủ nhận được. Batman cùng với vớt chân không với hai lần gây sát thương trên đơn mục tiêu lẻ đã tạo nên một vị tướng có tốc độ farm rừng nhanh nhất thời điểm hiện tại. Khó có vị tướng nào đủ khả năng bắt kịp lượng sát thương này. Ngoài ra, phi tiêu rơi giúp cho Batman đánh theo phần trăm máu. Vì vậy, Batman farm rừng chẳng thua kém mấy thanh niên kia. Tất nhiên, để tối ưu hóa sát thương thì phù hiệu hợp lý cho Batman là ma chú, giúp Batman soi thương cực mạnh. Bởi Batman không phải là vị tướng thích cò quay, nhưng hãy nhớ một điều rằng, xác định lao vào là phải kết liễu đối phương chủ lực nhá, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt đó. Về cách chơi, tận dụng khả năng hồi phục từ chiêu thức phi tiêu rơi để có thể hồi phục và tái tạo ra tranh một cách dễ dàng hơn. Chủ động quan sát bản đồ và kích hoạt chiêu cuối giờ đêm ngay từ xa để góp pha đảo ganh và check tầm nhìn hiệu quả nhất. Hãy nhớ rằng, dù chiêu cuối giờ đêm bị bất hiệu ứng tàng hình thì Batman vẫn còn một lần kích hoạt để ám sát đối phương. Anh em tận dụng điều này để có thể ám sát và gây bất ngờ cho kẻ địch nhá. Dùng chiêu 2 sau đó bồi sát thương là cách tối ưu sát thương cho Batman. Lối chơi cho vị tướng này là phân sát thương nhé. Anh em nâng mắc chiêu 1. Top 3, Enzo. Đây là vị tướng có bộ ý thức khó sử dụng nhưng độ hiệu quả mang lại là rất cao. Nội tạng giúp Enzo tiêu trạng thái tín nhiệm, tăng phúc năng lực thần thánh lên vũ khí, gây 100 sát thương vật lý lên kẻ địch ở gần, đánh xa gây thêm 35% sát thương. Nếu chiêu thức địch giúp bản thân tăng tốc độ chạy. Bảo sao đam sát thương ở chiêu thức không lớn, nhưng mà sát thương tay thì đừng hỏi. Chưa kể hồi chiêu khá nhanh nên việc farm rừng khá dễ dàng với Enzo. Enzo chiêu thức 2 sử dụng là giảm sát thương phải chịu và tăng sát thương gây ra. Chưa kể, chỉ cần khi còn chiêu 2 mà hạ được mục tiêu lính quái tướng, lập tức hồi 80% thời gian đầu chiêu. Vậy nên việc đi rừng đầu game không hề khó, diệt quái xong thì lại hồi lập tức cực bá. Chiêu 1 còn cường hóa thêm sát thương. Đó là các lý do vì sao chỉ cần sử dụng bảng ngọc hợp lý và phù hiệu chuẩn, Enzo quét 2 bạc cái rừng trong 1 phút 25 giây là hoàn toàn khả thi nhá. Enzo là vị tướng đi rừng có thể lên nhiều loại phù hiệu, nhưng thông dụng nhất đó chính là ma chú, giúp Enzo tăng sát thương đáng kể để bắt lẻ và soi thương, hoặc là thánh thuấn giúp Enzo mạnh mẽ hơn, hổ báo hơn trong tranh, băng xả dễ dàng hơn. Ngoài ra, anh em thích khô máu thì đấu khí không hề tệ chút nào. Anh em lên kiểu nào đều được và nhớ thêm phù hiệu phụ tử thần nhá. Về cách chơi, kỹ năng 1 của Enzo lướt qua địa hình, ám sát mục tiêu và khống chế khi ở chiêu 2. Chưa kể đây là tức cường hóa sát thương nhá. Chiêu 2 của Enzo rất khó sử dụng và đây là chiêu thức quan trọng nhất, đòi hỏi bạn phải canh chỉnh thời gian, điều hướng chính xác. Nếu tung không trúng tiêu, Enzo sẽ mất đi 70% sức mạnh của hắn ta. Ngược lại,
Một khi đã tung chiêu linh giác thì chẳng có đối thủ nào khiến bạn phải chùn bước cả. Cùng lắm lên bảng liên số thôi mà. Chiêu 3 của Enzo rất mạnh và có thể sử dụng lại rất nhanh. Tuy nhiên, để có thể kích hoạt được, các bạn phải tung chiêu 2 chung mục tiêu. Nếu tung không chính xác thì các bạn phần nào hiểu được kết cục của mình rồi đó. Một câu ép quyền cho anh em chân thành, Enzo không phải là vị tướng dành cho người mới chơi và lời luyện tập. Nên nếu cảm thấy kỹ năng của bạn chưa đủ tốt thì đừng mua về. Bạn sẽ rất dễ nản khi luyện Enzo. Và nhớ rằng, Enzo là một thần rừng ngang ngửa với nhắc đốt nha. Rất bá đạo đó, mạnh hay không là do kỹ năng người chơi. Combo đơn giản của Enzo. Thứ nhất, khi đối đầu với tướng không cơ động, chiêu 2 trúng mục tiêu, chiêu 1 kéo, chiêu 2 kéo mục tiêu về, chiêu 3 giải quyết. Nhớ một điều, chiêu thức chỉ là phụ, đánh thường mới là chính. Thứ hai, đối với tướng cơ động, chiêu 2 trúng mục tiêu, chiêu 1 kéo và giãn khoảng cách gần lại, chiêu 3 tiếp cận, chiêu 2 kéo về, sau đó chiêu 3 và làm thịt. Nếu mắc chiêu 2 và làm thịt tất cả vị tướng địch nào. Top 2, nắc đốt. Không có quá nhiều chiêu thức, nội tại cũng như kỹ năng hỗ trợ đã thương. Tuy nhiên, nếu là một phép thử về cuộc đua ai dọn rừng nhanh nhất, nắc đốt vẫn có những lợi thế của riêng mình. Đó chính là việc hắn ta luôn được ví là vị tướng cơ động bậc nhất trên liên quân. Ăn rừng có thể không quá nhanh như là Enzo, nhưng tốc độ di chuyển giữa bay quái rừng của nắc đốt thì khó ai sánh kịp. Đó chính là lợi thế. Thêm vào đó, đây là vị tướng có khả năng và lượng thương tốc độ đánh cơ bản vô cùng ấn tượng, tận dụng tối đa được nội tại, nắc đốt đi rừng cũng nhanh chẳng kém bất kỳ đối thủ nào. Và đó là một trong lý do mà ta luôn là liệt kê vào những vị tướng thần rừng không bao giờ lỗi thời ở tất cả mọi phiên bản. Phù hiệu anh em nên dùng cho nắc đốt là ma tính nha, giúp nắc đốt có thể dễ dàng thực hiện combo 50 thức, giúp na ảo diệu lại càng uyển chuyển là lướt hơn. Còn nếu sợ sợ thương ư, dùng ngay thanh thuấn nhé. Lưu ý, mọi vị tướng đều có thể dùng thanh thuấn, kể cả cái nắc vân vân, nhưng tùy trận đấu mà chúng ta chọn lựa nha. Đa phần người chơi lựa chọn thanh thuấn là sợ bị sợ thương thôi. Lưu ý khi chơi, bằng lợi thế của việc di chuyển, hãy đẩy cao lính ở các đường để giảm áp lực lính cho team. Luôn luôn chủ động với mục tiêu lớn như là rồng hay là tà thần. Bạn có thể là người chủ động mở ra tranh khi cần thiết, nhưng hãy cẩn thận với việc này vì cuối game là thời điểm của xạ thủ. Rất có thể bạn sẽ phải bỏ mạng mà không mang lại được gì cho team. Hãy chủ động bắt vào vị trí chủ lực yếu máu của đối phương. Theo quan điểm của F, trong những thời điểm căng thẳng và cân bằng, hãy sẵn sàng hy sinh đổi mạng với vị trí chủ lực nhất của đối phương. Phần việc về sau, hãy để xạ thủ chủ lực của team bạn lo khi bạn đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình rồi. Top 1, Phoenix. Trong quá khứ, Phoenix vốn đã nổi tiếng là vị tướng có tốc độ đi rừng tuyệt vời nhờ vào chiêu kíp nổ của mình. Cụ thể, sợi xích mà Phoenix ném ra phát nổ sau 4 giây hoặc là 4 đòn đánh thường gây sát thương rất là bá đạo nhá. Trong quá khứ là vậy, ở phiên bản hiện tại, sát thương của Phoenix lại còn được gia tăng cộng thêm được nội tại ở tràn ná thun giúp ta có tầm đánh vượt trội. Phoenix càng tỏ rõ vị thế độc tôn của mình trong bảng xếp hạng này. Chiêu 1 kết hợp với chiêu 2 quá tuyệt vời, giúp Phoenix ăn rừng cực nhanh và gánh rất mạnh. Để an toàn, anh em hãy lên thánh thuấn và tử thần để an toàn tại đầu game nhá. Một tuổi thơ xanh mượt mà. À, muốn farm đường nhanh thì mỗi con quái anh em chỉ nên dùng một chiêu thức, một hoặc là hai thôi nhé, chớ phí phạm. Về cách chơi, Phoenix là xạ thủ tầm tấn công tốt và khả năng cấu đỉa mạnh. Anh em nên tận dụng điều này để gây áp lực lên đối phương ở các vị trí. Đừng hấp tấp khi sử dụng kỹ năng nẹt điện và luôn chú ý di chuyển của mình, đừng để đối phương ám sát. Nhớ nha, chiêu 2 là một chiêu thức vô cùng quan trọng. Liên tục sử dụng kíp nổ để tấn công cấu đỉa đối phương. Sử dụng chiêu cuối hợp lý, kéo chiêu cuối về nếu kẻ địch áp sát. Ở phiên bản này, Phoenix có khả năng hồi chiêu 2 cực nhanh. Nhớ kíp nổ luôn tạo nên pha chơi hổ báo không kém gì các sát thủ cả. Tự tin và chơi hổ báo khi cần thiết nhé. Trên đây là 5 vị tướng đi rừng siêu nhanh tại đầu game và đi gank rất sớm. Nếu phải đối đầu với vị tướng này, anh em hết sức cẩn thận, bởi có thể bị gank từ sớm và khiến bạn lên bảng điểm số khi luôn miệng câu gank gì sớm vậy trời. Nếu có ý kiến cá nhân hay yêu cầu gì hay ho, bình luận ngay dưới clip bên nào. Xin chào và hẹn lại anh em ở trong clip lần sau. Xin chào anh em, chat xin vài giây nhá. Em giới thiệu đến cho anh em đó chính là Avota. Tại Avota đang có một cái tính năng vô cùng hay ho, đó chính là vòng quay may mắn. Khi các bạn tham gia vòng quay may mắn, các bạn sẽ nhận được vô cùng nhiều phần quà. Đó là gì? Đó là các voucher, thẻ điện thoại, thẻ game và các điểm thưởng Apoy cực kỳ may mắn. Đặc biệt, khi các bạn quay, bạn sẽ có cơ hội nhận được phần quà được chính là hơn 2 triệu đồng khi bạn quay được các số may mắn. Đặc biệt, với số may mắn trùng với kết quả sở số miền Bắc hàng ngày, với số tiền 2 triệu, em chắc rằng các bạn sẽ có cơ hội bay cao bay xa hơn trong ngày công cuộc đó chính là nạp game và chơi liên quân nhé. Ngoài ra, khi các bạn tham gia vòng quay này, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều điều thú vị, ví dụ như là chọn số may mắn để tham gia thưởng Apoy chẳng hạn. Tức là số may mắn các bạn tham gia vòng quay
sẽ được xem trùng với số hơn bác hay không. Còn số bạn chọn, nếu trùng, các bạn sẽ được cộng điểm Apoy. Điểm Apoy để làm gì? Chắc hẳn anh em còn nhớ các clip trước đó chính là điểm Apoy sẽ giúp các bạn tăng và giảm số tiền các bạn mua thẻ Garena. Mà anh em trên Liên Quân, chắc hẳn thẻ Garena là một thứ vô cùng cần thiết rồi đúng không nào? Em sẽ để link ở phần mô tả cho anh em. Tham gia ngay thôi anh em ơi, tha hồ mua thẻ Garena, thẻ game. Quay ngay, link S sẽ để ở phần mô tả chi tiết và tận tình cho anh em nhé. Tham gia ngay cùng S ở vòng quay mắn trên app OTA ngay bây giờ nào. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều.